cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mực nước trên sông Hồng hồi 11 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2024 tại trạm thủy văn thành phố Hưng Yên là 5,49 m, dưới báo động 1 là 1 cm và đang có xu thế giảm dần. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên rút lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 12 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên và các sở ngành trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện những nội dung sau. 1. Kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều khi nước rút, đặc biệt chú ý kiểm tra các tuyến kè bờ sông có diễn biến sạt lở. 2. Khẩn trương, kiểm tra, rà soát, đánh giá thiệt hại do thiên tai và báo cáo theo quy định, đồng thời khắc phục nhanh các hậu quả xảy ra do thiên tai nhằm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên theo thực tế diễn biến của lũ quyết định mở cửa khẩu qua đê Dốc Đá trên địa bàn. 4. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau mưa lũ, tại những vùng bị thiên tai lũ lụt, nguồn nước thường bị bẩn ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết lẫn vào nước, nước sông, suối, ao hồ. Tại các khu vực bị ngập nước, các nguồn nước, công trình cấp thoát nước, công trình vệ sinh bị phá hủy khiến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt càng trở nên nghiêm trọng. Nguồn nước nhiễm bẩn khiến vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có thể là điều kiện sinh sôi phát triển dẫn đến lan truyền mầm bệnh. Các bệnh dễ mắc phải như bệnh về da, các bệnh về đường ruột và đường tiêu hóa, các bệnh về mắt như đau mắt đỏ, mắt hột, bệnh phụ khoa do tắm nước bẩn. Để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, đảm bảo sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, cần triển khai các biện pháp làm sạch nước sau đây. 1. Nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó. Nước rút đến đâu, các gia đình làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó, vì nếu không làm ngay thì sẽ khó đẩy được phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi. Khi nước rút hết, môi trường ô nhiễm nặng có mùi tanh thối do xác súc vật, côn trùng, cây cối thối rữa, cần khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết và tẩy uế, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, không treo mắc quần áo ẩm ướt vào một chỗ để làm nơi trú ẩn cho muỗi. 2. Xử lý các giếng nước để ăn uống và sinh hoạt. Đối với giếng khơi, dù đã dùng ni lông hoặc nắp bịt miệng giếng, nước trong giếng vẫn bị ô nhiễm rất nặng vì nắp và ni lông chỉ ngăn rác cặn vào giếng chứ không ngăn được nước bẩn vào giếng. Người dân cần tiến hành vệ sinh, thau rửa giếng và khử khuẩn nước giếng như sau: khơi thông tất cả các vũng nước đọng xung quanh khu vực giếng, tháo bỏ nắp và ni lông bịt miệng giếng. Nếu giếng ngập lụt, nước đục thì phải tiến hành thau vét giếng, múc cạn nước và vét hết bụt cặn. Các vùng có điện hoặc máy nổ thì dùng máy bơm điện hút cạn nước rồi thau vét giếng. Trường hợp không thể thau vét được thì chọn một giếng khác để xử lý và dùng chung. Tất cả các giếng trong khu vực đều không thể thau vét thì có thể áp dụng biện pháp xử lý tạm thời như múc vài chục lít lên bể chứa rồi đánh phèn và khử khuẩn, dùng hết làm mẹ khác, chờ vào ngày sau. Mức nước giếng xuống thấp tiến hành thau rửa. Trường hợp không có phèn chua để làm trong nước thì làm một bể lọc cát tạm thời bằng một thùng xô hay vải thể tích khoảng 20-30 lít. Đục một lỗ đường kính 1cm trên thành cách đáy thùng 5cm cho một ít đá hoặc gạch vỡ lót ở đáy. Đặt một mảnh bao tải gai lên trên rồi đổ cát dày khoảng 25-30cm. Đổ nước giếng cho đến khi nước chảy ra thì lấy để khử khuẩn. Nếu giếng bị ngập nhưng nước lụt không tràn vào giếng và nước giếng trong thì vẫn phải khử khuẩn trước khi sử dụng. Nếu điều kiện cho phép thì múc cạn và thau rửa, nếu không thì có thể tiến hành khử khuẩn ngay nước trong giếng để sử dụng, một vài tuần sau tiến hành thau rửa giếng. Đối với các giếng đã bị ngập lụt thì nhất thiết phải thau rửa và khử khuẩn mới được sử dụng. Khi có hàng loạt giếng bị ngập lụt, nhu cầu cấp nước lớn mà không đủ lực lượng xử lý nước thì ở mỗi cụm dân cư chọn một vài giếng ít bị ô nhiễm xử lý trước để lấy nước dùng ngay. 3. Làm trong nước bằng phèn chua. Dùng phèn chua, loại thường dùng là phèn nhôm với lưu lượng 50g trên 1 m³ nước.
nếu nước đục nhiều, có thể dùng lượng phèn tối đa tới 100g trên 1 mét khối, hòa tan hết lượng phèn cần thiết vào một gầu nước, tưới đều lên thành giếng nước, thả gầu chìm sâu xuống nước rồi kéo mạnh lên khoảng 10 lần, rồi để 30 phút đến 1 giờ cho cặn lắng hết thì tiến hành khử khuẩn. Sau đó khử khuẩn giếng nước bằng các chế phẩm khử khuẩn nước sinh hoạt đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Múc một gầu nước, hòa lượng hóa chất vừa đủ vào nước, lưu ý phải khuấy cho tan hết. Tưới đều gầu nước này vào thành giếng, thả gầu cho chìm sâu đến một nửa nước rồi kéo lên kéo xuống khoảng 10 lần. Nếu không ngửi thấy mùi clo trong nước thì cho thêm hóa chất vào giếng và khuấy đều, cho thêm đến khi nào nước giếng có mùi clo thì thôi. Dùng nước giếng này dội lên thành giếng để khử khuẩn, sau đó để khoảng 30 phút là có thể dùng được. Lưu ý, sau khi khử khuẩn ngửi thấy mùi clo thì việc khử khuẩn mới có tác dụng. Trong trường hợp không có hóa chất khử khuẩn, chỉ ăn uống nước đã đun sôi 10 phút trở lên và không ăn các loại rau sống rửa bằng nước chưa khử khuẩn. Đối với giếng khoan, bơm hết nước đục và bơm tiếp 15 phút nữa, sau đó có thể sử dụng được. Cần lưu ý làm vệ sinh bơm, sản giếng. 4. Xử lý vệ sinh môi trường. Nước rút đến đâu cần huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó, vì nếu không làm kịp thời sẽ khó đẩy được phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi. Các biện pháp thực hiện gồm đẩy sạch bùn đất ra khỏi nhà cửa, khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác, xúc vật chết và tẩy uế, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, không che mắc quần áo ẩm ướt vào một chỗ để làm nơi trú ẩn cho muỗi, thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy, loang quang và muỗi, phun hóa chất diệt côn trùng những nơi có nguy cơ cao. Hiện nay, ngành chức năng và chính quyền địa phương, người dân trong tỉnh vừa khôi phục diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh bị ảnh hưởng do mưa bão, vừa tập trung bảo vệ diện tích nhóm cây trồng này còn lại sau bão. Toàn huyện Văn Giang có trên 1.000 hectare trồng hoa, cây cảnh các loại, trong đó diện tích hoa, cây cảnh sản xuất trong nhà lưới, nhà màng chiếm khoảng 40%. Trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất trong nhà màng, nhà lưới là loại hình cần đầu tư nhiều nhất. Tính riêng hạ tầng nhà màng, nhà lưới đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng trên 1 hectare, tùy diện tích và quy mô đầu tư. Do đó, tổn thất của người dân ở vùng trồng hoa cây cảnh huyện Văn Giang do bão số 3 vừa qua là rất nặng nề. Theo thống kê sơ bộ của huyện, diện tích nhà màng trồng lưới, trồng hoa bị sập, tốc mái, hư hại trên địa bàn khoảng 150 ha. Diện tích hoa cây cảnh có múi bị vỡ chậu, rụng quả, gãy cành khoảng 70 ha. Cây ăn quả bị gãy đổ khoảng 55 ha. Lãnh đạo huyện Văn Giang cho biết, mặc dù huyện đã chủ động các giải pháp ứng phó với bão số 3, nhưng do sức gió mạnh, cơn bão đã gây thiệt hại lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh của người nông dân trong huyện. Hiện nay, huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại sau bão, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị tốc mái, khó khăn về nhà ở, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp đồng ruộng, di chuyển hoa cây cảnh ra vị trí an toàn. Huyện yêu cầu 100% các trạm bơm tiêu úng vận hành, tránh để hoa cây cảnh úng ngập trong thời gian dài, ảnh hưởng đến bộ rễ khiến cây khó phục hồi. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có nhiều nhà vườn chuyên sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh khủng, độc đáo, có giá trị kinh tế cao như hoa giấy, trà, hồng ngoại cũng bị ảnh hưởng nặng. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bão số 3 đã gây thiệt hại cho khoảng 14,7 nghìn hectare cây trồng của tỉnh, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nhất là nhóm cây ăn quả, hoa, cây cảnh, do đây là nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, chi phí đầu tư sản xuất lớn. Để bảo vệ diện tích hoa cây cảnh khu vực sản xuất ven sông, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân nên đôn hoa cây cảnh lên vị trí cao ráo hoặc di chuyển vào khu vực an toàn. Sử dụng máy bơm gia đình tiêu úng khu vực sản xuất, tránh để cây ngập nước lâu gây hỏng rễ. Cây ăn quả đến thời kỳ thu hoạch cần tập trung thu hoạch để dưỡng cây, tránh nhiễm bệnh. Ngoài ra, người dân cần chuẩn bị đủ số lượng chủng loại hạt giống, cây giống để sẵn sàng gieo trồng khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo nhu cầu cung cấp cho thị trường, nâng cao thu nhập.